Xin chào các bạn thân mến ha. Thì chào mừng các bạn quay trở lại với cái video mới nhất của mình ngày hôm nay. Thì cái video này của mình thì mình sẽ nói về cái vấn đề là tại sao mình sẽ chọn cái chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản G mà không phải là phiên bản V và HV ha. Thì như các bạn đã biết thì cái dòng xe mà Cross á, nó sẽ có 3 phiên bản. Nhất là phiên bản G 1.8G ha. Thứ hai là phiên bản 1.8V. V là cái bản full option ha. Và thứ ba là bản HV. Thì bản HV là bản động cơ lai điện, xăng lai điện, động cơ hybrid. Thì mình sẽ phân tích tại sao là mình lại chọn phiên bản G này. Đầu tiên mình cái phiên bản HV là mình không lựa chọn ngay từ đầu, tại vì thứ nhất là xe hybrid hiện tại ở thị trường Việt Nam còn rất là mới mẻ ha. Thì cái xe đó và nó được có tạo bao gồm một cái động cơ xăng và một động cơ điện hoạt động song song với nhau, và cái hoạt động của nó thì máy tính nó tính toán, các bạn không thể khi nào mà can thiệp tay vào động cơ được. Thì nó sẽ dựa vào cái lượng pin cũng như là cái đường mà các bạn chạy thì nó sẽ phân bổ về nhiệm vụ của động cơ điện hoặc là động cơ xăng. Thì do là thị trường Việt Nam quá mới này, do thị trường ở Việt Nam này cái động cơ hybrid còn quá mới cho nên cái độ tin tưởng của nó vào người dùng vẫn chưa có ha các bạn. Thì như các bạn biết, nó động cơ hybrid nó cần phải có một khối pin. Thì cái khối pin hoạt động sau một thời gian thì nó sẽ lão hóa, thì các bạn bắt buộc phải thay pin. Thì cái lợi đầu tiên mà động cơ hybrid này là đem lại là gì? Đó là cái độ tiêu hao nhiên liệu nó sẽ được giảm, nó thấp hơn cỡ 30% 40% so với động cơ bình thường. Nhưng mà các bạn phải đánh đổi là sau một thời gian sử dụng 5 năm, 10 năm. Tùy vào cái tình trạng nhiệt độ, độ ẩm cũng như là môi trường xung quanh thì pin nó sẽ lão hóa. Thì lúc này các bạn muốn sử dụng xe các bạn phải thay pin. Thì cái số tiền mà bỏ ra cho một lần thay pin như vậy nó không hề nhỏ ha. Nó cỡ khoảng 100 mấy chục triệu cho tới 200 triệu cho một lần, cho một cái chiếc xe Cross bản HV. Thì các bạn tính toán cân bằng tài chính thì nó tiết kiệm xăng so với thay pin như vậy thì nó cũng như vậy. Và hơn nữa, động cơ hybrid khi đi vào đường đồi dốc thì nó sẽ yếu hơn so với động cơ xăng nha các bạn. Thì mình đang có trong cái nhóm Facebook thì hầu hết mình rất là thường xuyên thấy các bài về người ta nói về động cơ hybrid khi đi đèo dốc rất là yếu, nó yếu hơn động cơ xăng, nó không có bốc mà nó có mượt. Rồi. Thì cho nên là mình trong cái bài này mình chỉ so sánh là tại sao mình chọn bản G và bản V thôi, mình sẽ không nói về cái đoạn HV nữa. Thì đầu tiên khác biệt đầu tiên so với bản G và bản V đó là giá bán ha. Giá bán của bản V nó sẽ cao hơn 100 triệu so với bản G. Thì giá xe hiện tại của Toyota Corolla Cross á, bản G bản V là 700 gần 750 ha. Thì thêm 100 triệu nữa là 850 triệu, đó là giá cho cái xe của bản V. Thì đi đầu tiên nếu mà mình chọn mua bản V á thì mình sẽ consider tìm kiếm thêm những cái mẫu xe khác trong cùng phân khúc hoặc thậm chí là cao hơn phân khúc và cùng giá tiền, ví dụ như là Hyundai Tucson ha, hoặc là Kia gì đó mình quên ha. Thì nói chung là nếu mà xe bản V á thì nó sẽ cao, giá cao hơn và cùng và những cái nó sẽ cùng giá với những cái xe mà hạng C khác. Xe Cross này chỉ là phân khúc hạng B cộng thôi các bạn, nó chưa được là hạng C ha. Rồi. Thì đánh đổi 100 triệu đó bạn có được cái gì? Thứ nhất, đó là bộ lai răng ha, lai răng nó sẽ là lai răng 18 hay 19 nên nói chung là nó sẽ lớn hơn 1 inch so với cái bản thường. Mà khác bộ lốp nữa, bộ lốp của bản V sẽ là bộ lốp Michelin, còn bản G chỉ là bộ lốp Bridgestone thôi. Nhưng mà cảm giác đi hai bộ lốp này thì nó cũng không có khác biệt nhau nhiều đâu.
đó là về phần lề răng. Thứ hai là gì? Thứ hai là cửa sổ trời. Thì cửa sổ trời là một cái option mà rất nhiều người Việt muốn được trang bị trên xe của mình, nhưng thật ra là không bao giờ sử dụng được. Tại vì sao? Tại vì khí hậu ở Việt Nam rất lạnh, các bạn sử dụng cửa sổ trời thì cái lượng nhiệt mà vào trong xe nó sẽ nhiều hơn. Và thứ hai đó là đường xá bụi bặm ha. Các bạn mở cửa sổ trời thì bụi vào trong xe cũng nhiều, thì lúc này các bạn phải lau dọn chùi nội thất xe hơn ha. Cho nên mình thấy là cái cửa sổ trời là một cái option mà không bao giờ sử dụng. Rồi thứ hai đó là cái hệ thống an toàn safety sense của Toyota. Thì cái hệ thống này thì ra nó chỉ là cái hệ thống hỗ trợ lái an toàn thôi các bạn, chứ không phải là tự động 100% ha. Và mình cũng đã suy nghĩ đắn đo và mình thấy là những cái hệ thống an toàn này mình không cần sử dụng, tại vì mình đa số mình đi trong đường nội đô, trong nội thành thì cái lượng xe nhiều nè, thì cái việc lái xe mình phải tự chủ động 100%, mình không thể nào mà nhờ vào cái hệ thống an toàn của xe. Thực chất thì đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra nha các bạn, trên cái xe Toyota bản B á, là bạn có hệ thống safety sense á, là bạn tự động phanh chứng ngại vật gì đó mà xe nó vẫn lủi vô đít xe rồi lủi vô con lương tè lè hết. Nói chung là đi xe an toàn không thì tùy thuộc vào các bạn, và mình thấy là mình không cần thiết cái hệ thống đó. À quên, phải kể đến một cái hệ thống, đó là hệ thống kiểm soát hành trình chủ động bám theo xe phía trước á. Thì xe bán G này nó cũng có cái hệ thống road control, nhưng mà mình đi trong thành phố mình không bao giờ mình sử dụng cái hệ thống này được, tại vì cái tốc độ di chuyển, cái luồng xe di chuyển ở trên đường á, cái tốc độ rất là khác nhau, lúc thì nhanh lúc thì chậm, mình không thể nào mà mình dùng cái hệ thống đó được. Đó là cái hệ thống kiểm soát hành trình ha. Rồi rồi có thêm một cái hệ thống đèn pha thích ứng trong hệ gói an toàn safety sense gì đó, thì nó cũng chỉ là tự động bật pha khi xe đối phía không có xe phía trước hoặc là xe đối diện thôi, nhưng mà các bạn đi trong thành phố thì cái điều đó nó rất khó xảy ra ha. Đó, cho nên mình cảm thấy là không cần thiết đối với gói an toàn safety sense. Thì đổi lại mình sẽ, nếu mà chọn bản G thì mình sẽ được nhận được gì? Mình sẽ nhận được là cái động cơ sẽ là động cơ chung của phiên bản 1.8V. Động cơ 1.8V và 1.8G là động cơ hoàn toàn giống nhau, cũng là cái động cơ 1.8 cho ra công suất 138 mã lực nha các bạn. Thì đó. Thứ hai là gì? Thứ hai đó chính là sử dụng chung nền tảng khung gầm thế giới. Các bạn nên nhớ là xe Toyota Corolla Cross được trang bị hệ thống khung gầm tiêu chuẩn thế giới nha các bạn. Đó, sẽ được trang bị hệ thống an toàn, cái hệ thống khung gầm tiêu chuẩn thế giới rất là chắc, rất là kiên cố nè. Đó, rồi. Tiếp theo, một điểm khác so với bản G, bản V đó chính là cái đèn. Thì trên cái xe bản V á, sẽ được trang bị cái đèn gọi là đèn LED, đèn bi LED nha, còn bản G chỉ là đèn bi halogen thôi. Nhưng mà so với thực tế thì cái đèn LED trên bản V rất là tối nha các bạn, và rất là nhiều người phàn nàn trên các kênh Facebook này nọ, xe được trang bị cái hệ thống đèn bi LED mà đường nó tối hơn cái đèn đường đó. Còn khi mà đi, đặc biệt là khi đi chợ mưa, thì cái đèn bản V á, đèn LED á, nó không bám đường á, các bạn không thấy nhìn được gì luôn. Còn xe mình thì xe bản G thì mình được đèn halogen, thì mình đi trời mưa hoặc đường sương mù nó có cái màu vàng nó phá được sương nên mình còn thấy đường ha. Còn trên bản V thì đèn được trang bị như là trang bị chơi cho có thôi.
thì mình đã suy nghĩ là nếu như mà mình thích chơi cái loại billet á thì mình chỉ nên chọn bản G thôi, và mình sẽ đổ thêm một cái cặp quả bi, thì lúc này cái độ sáng của nó còn sáng gấp nhiều lần so với cái đèn zin trên xe bản V nha các bạn. Đó là những cái suy nghĩ và những cái consider của mình khi mà mình quyết định là mình chọn bản G thôi các bạn. Mình chỉ chọn bản G thôi, mình không chọn bản V hết. Tiếp theo đó là cái một điểm khác biệt so với bản G và bản V, đó là cái hệ thống điều hòa trên xe. Thì điều hòa trên xe của bản V đó là hai vùng độc lập, còn bản G chỉ là một vùng thôi ha. Thì điều này tại vì mình đi thì hai vợ chồng mình thì tâm đầu ý hợp với nhau, nói anh bao nhiêu độ thì em cũng bao nhiêu độ, hoặc là em bao nhiêu độ thì anh cũng vậy, cho nên mình không có cần thiết phải hai vùng độc lập mà còn phải chỉnh qua chỉnh lại. Mà thường những cái xe nào mà trang bị hai vùng độc lập thì người ta cũng sử dụng cái nút SIN á, là đồng bộ hai vùng nhiệt độ đồng nhất với nhau á, thì cái đó nó phí ha, nó không có cần thiết ha. Chỉ vậy thôi, còn lại toàn bộ cái hệ thống khung gầm đều là nền tảng TNCA tiên tiến mới nhất của Toyota ha. Rồi ghế thì ghế cũng là ghế da, ghế bọc da êm mát, có những lỗ thông khí ở ghế nè. Rồi chỉ vậy thôi. À, còn mặt đồng hồ này thì tất nhiên là giống nhau, xe hai bảng thì tất nhiên là giống nhau rồi, không có khác nhau cái gì hết. Rồi thì đó chính là cái toàn bộ cái chia sẻ của mình khi mà mình suy nghĩ, mình đắn đo và mình quyết định cân nhắc là sẽ chọn cái phiên bản Toyota Corolla 1.8G ha. Sau đó mình không chọn bản V. Hiện tại bây giờ thì mình thấy đèn cái đèn halogen này mình đi trong phố mà nó cũng không cần thiết, cho nên mình không có đổ lên cái đèn bi led chi để chói mắt người ta. Vậy thôi, còn khi nào mà có nhu cầu thì tất nhiên mình sẽ đổ lên thôi. Đổi đơn giản thôi. Vậy nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Nếu các bạn có những cái câu hỏi hoặc là những cái comment hoặc là những cái ý kiến gì thì các bạn cứ comment ha, mình sẽ trả lời ha. Rồi, xin chào các bạn.